Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi đến một khu đô thị xanh được bao bởi với một dòng sông và trong đó lại có một con sông nhỏ nằm giữa khu đô thị. Đây là khu đô thị Seo 2 Riversill, tọa lạc tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam, được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Seo. Riversill City còn được biết đến với tên gọi quen thuộc là khu đô thị Seo 2, nằm ở phía Nam Châu Giang, được quy hoạch thấp tầng trên diện tích 31,1 ha thuộc phân kỳ 2. Phân kỳ 1 của khu đô thị Seo thì nằm ở trên đường Lê Duẩn, đoạn Liêm Chính, với diện tích là 4,7 hecta. Hiện nay dân ra đây ở đã rất nhiều. Ở đây có một nhân vật khá nổi tiếng mà là diễn viên Vũ Anh, hay còn gọi là Quỳnh Vũ B. Nhà cô ấy cũng ở trong khu đô thị Seo 1. Khu Seo 1 thì có khu ở xã hội, khu thương mại và dịch vụ, khu nhà liền kề, và sắp tới thì sẽ có một tòa nhà cao tầng mọc lên. Trong phân kỳ 2 thì sẽ bao gồm biệt thự này, nhà phố thương mại, và đặc biệt là chủ đầu tư sẽ kiến tạo một dòng sông xanh dài 850 mét nằm giữa phân khu, tạo điểm nhấn quan trọng trong tổng thể của dự án. Về vị trí thì thuộc phường Liêm Tuyền, cạnh các khu dân cư Triệu Xá, Mễ Nội, cạnh nhà bệnh viện Mắt Hà Nam, bệnh viện Việt Đức Cơ sở Hà Nam. Bên kia ra thì là bên Lam Hạ, đi qua theo các con đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn hoặc đi dọc theo bờ sông thì chúng ta sẽ vào khu đô thị Seo 2 rất là dễ dàng. Đường Trần Hưng Đạo đi qua đoạn này bạn sẽ thấy là nó sẽ cao hơn khá là nhiều so với mặt bằng của khu đô thị, vì trước đây thì nó là đê chắn, cũng là điểm yếu duy nhất vì chưa có đường nối thẳng từ Lê Duẩn sang khu Seo 2. Từ đây mà anh chị em mình di chuyển ra các thị trấn Đồng Văn, Lý Nhân, đi Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng cũng rất là gần. Lên Hà Nội chỉ 50 km, và đi ra các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình cũng rất thuận tiện vì gần ngay với cao tốc Liêm Tuyền. Đi xuống Nam Động đi bằng đường cao tốc, đi qua cầu Thái Hà để đến Thái Bình. Ở khu đô thị này thì có khu vui chơi này, khu thể thao, sân tennis, bể bơi và các tiện ích như trường, chợ thì mình sẽ di chuyển trong bán kính 500 m. Điểm mình rất là thích ở khu đô thị này là cạnh dòng sông nên là không gian rất là xanh mát. Đấy, vừa có nét xanh của cảnh quan cây cối, có cái dễ chịu của cái dòng sông trong giang để qua. Về hạ tầng thì khu Seo 2 tập trung 3 dòng sản phẩm chính gồm liền kề này, shophouse và biệt thự. Giai đoạn 2 đi vào Seo City sông xanh bao gồm 728 căn liền kề và shophouse và 103 căn biệt thự sang trọng. Liền kề có diện tích từ 70 cho đến 250 m², bao gồm 2 block, ký hiệu từ LK1 đến LK22, xây 4 tầng, mật độ xây dựng từ 75 đến 90%. Biệt thự có diện tích từ 175 đến 550 m², bao gồm 8 block, ký hiệu từ BT1 đến BT8, được xây 3 tầng và mật độ xây dựng từ 50% đến 70%. Chính sách hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng BIDV và Vietinbank, ưu đãi lãi suất vay mua nhà từ 7 đến 7,8% một năm, tối đa là 20 năm cho vay 70% giá trị liền kề và biệt thự. Hiện tại thì phần hạ tầng như nội khu, hệ thống điện nước, chiếu sáng công cộng, khu quảng trường, vỉa hè, cảnh quan cây xanh thì đã được hoàn thiện, đồng bộ sẵn sàng phục vụ cho cuộc sống mới của dân cư. Xung quanh khu đô thị này thì có khu Triệu Xá và Bệnh viện Mắt Hà Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nam, mỗi ngày đón rất là nhiều bệnh nhân đến thăm khám và chữa bệnh. Đứng từ khu đô thị này mà mình nhìn thẳng ra thì sẽ thấy khu Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Bệnh viện này thì sắp tới sẽ đi vào hoạt động với quy mô hơn 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày. Bên cạnh là đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình. Từ đây mà anh chị em mình có thể đi lại đến các tỉnh rất là thuận tiện. Lượng khách đón trả ở đây cũng rất là đông, taxi và xe ôm thì đứng dày đặc. Trong khu đô thị thì đường xá rất là đẹp, hai bên là hai hàng cây xanh, dọc bờ sông thì cứ cách 50 m thì sẽ có một căn chòi cho cư dân nghỉ ngơi. Cây xanh ở đây thì khá là to đấy, và cứ hôm nào mà trời nắng đẹp ấy, thì là có rất là nhiều con loại bướm bay ở đây rất là thú vị. Các loại bướm này bay ngay cạnh cái sông nhân tạo luôn, và cái sông nhân tạo thì đang trồng rất là nhiều những cây súng nở hoa rất đẹp. Về dân số thì thành phố Phủ Lý có diện tích là 87,64 km², dân số 2019 là 158.212 người, mật độ dân số đạt 1.850 người trên km², và hiện nay thì thành phố đang mở rộng về các vùng ven kéo dân cư về rất là đông như khu Lam Hạ này, khu Liêm Chính, Liêm Tuyền. Như trên video thì mọi người cũng có thể thấy là khá nhiều dân cư đã xây ra đây ở rồi, có mấy cái tòa lâu đài, cái căn villa rất là đẹp, có một căn view sông quá trời đẹp luôn mà khi mình quay vlog mình phát hiện ra. Vì thuộc địa chỉ
vì thuộc địa thế hành chính của Phủ Lý nên là rất được quan tâm thu hút đầu tư. Điển hình như là các trường đại học đang xây dựng trên địa bàn, có thể nói đến là như trường đại học xây dựng này, trường cao đẳng này, trường liên cấp FPT, khu đại học Nam Cao. Sắp tới thì sẽ có thêm rất là nhiều những khu đô thị, các trường đại học về khu Lam Hạ này. Đường vành đai 5 cũng đang triển khai trên đoạn Phú Tứ và Tiên Hiệp với quy mô 8 4 đến 6 làn xe. Dự án đó, đấy là đường đầu tư hơn 85.000 tỷ đi qua Hà Nam. Khu Lam Hạ thì có các cơ quan hành chính đây chuyển về rất là nhiều. Hiện tại thì đang xây dựng khu Lam Hạ Cannon của Sun Group, đấy là khu đô thị và dãy shop house và nhà cao tầng siêu cao cấp, và khu trung tâm thương mại Go Hà Nam là một siêu thị kết hợp với vui chơi, ăn uống và giải trí. Hiện tại và tương lai thì Phủ Lý sẽ rất là tiềm năng và phát triển, tình hình an ninh trật tự rất ổn định, người dân ở đây thì yên tâm sinh sống và làm việc. Về quy hoạch năm 2023 đến 2030 thì khu đô thị này sẽ làm tiếp giai đoạn 3 bên kia sông, nối qua một cây cầu đi bên sang bên Quang Ấm, và khu đô thị đó thì sẽ bám cạnh theo đường cao tốc. Về môi trường sống thì ở khu CO2 này rất là tuyệt vời rồi, còn là những nhà có điều kiện họ mới ra đây. Còn ví dụ như anh chị em mình có xác định là kinh doanh buôn bán thì theo quan điểm cá nhân của em thì cũng chưa làm được, tại vì ở đây dân cư vẫn rất là ít, bao giờ mà dân ra đây ở đông thì mình mới có thể kinh doanh được. Bây giờ đa phần là họ xây ở là nhiều, khu này tập trung là mình sẽ ở hợp lý hơn ha. Còn về phần giá đất thì xung quanh đây như khu Triệu Xá thì giá từ 9 triệu đến hơn 15 triệu mét một mét vuông tùy từng vị trí. Khu CO2 này thì dao động từ 27 triệu đến trên 35 triệu một mét vuông. Cái đợt lãi suất đỉnh điểm thì có nhiều nhà đầu tư không chịu nhiệt thì hạ giá bán xuống 24, 25, 26 triệu. Hồi đấy là cũng nhiều người cắt lỗ đó. Khu CO1 thì giá dao động trên 45 triệu, tại vì khu CO1 thì cái vị trí của nó rất là đẹp nhưng mà rất là thuận tiện hơn CO2 này. Khu trường chuyên liêm chính thì giá dao động từ 35 đến hơn 38 triệu tùy vị trí. Còn đường Lê Duẩn giá trung bình từ 100 đến 150 triệu. Có những lô góc thì giá tầm gần 200 triệu mét vuông. Có dãy shop house giá trung bình từ 15 đến 16 tỷ một căn. Đấy, ở khu này thì cũng những người có tiềm lực tài chính mạnh thì mới có thể đầu tư về khu này được. Khi nhìn từ trên cao thì mọi người cũng có thể thấy là rất là nhiều những tòa lâu đài biệt thự, thì mọi người cũng có thể hiểu đấy nhá. Còn anh em mình mà tài chính thấp ấy, thì mình có thể đầu tư các vùng ven hoặc là các lô bên trong, giá nó sẽ hợp lý hơn. Ở đây thì xây nhà ở này, cho thuê văn phòng hoặc là kinh doanh, thì mọi người đầu tư về Phủ Lý thì mọi người chọn từng chỗ mà nó hợp lý nhé. Khu này thì em cũng có rất nhiều các bất động sản, nếu mà mọi người quan tâm đến thì hãy bình luận ở bên dưới video nhé, em sẽ liên hệ đến mọi người. Ngoài ra thì mọi người có nhu cầu và mua bán ký gửi nhà đất thì mọi người bình luận ở bên dưới, em sẽ đến quay video và chụp hình review miễn phí đến cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người có một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.